Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Hậu Trường Bóng Đá. Bản tin của chúng tôi được phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Hậu Trường Bóng Đá. Và sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10. Văn Lâm lại gây sốt với bài tập phản xạ cực bén. Cầu thủ Khánh Hòa hứa hẹn lên hạng V-League nếu được trả lương đúng hạn. Ý nghĩa hình xăm mới nhất của Đoàn Văn Hậu. Ở buổi tập gần đây, do trời mưa, trong khi các đồng đội vào phòng tập thể lực, thì Văn Lâm cùng với các thủ môn ở câu lạc bộ Miền Thông United được huấn luyện viên Marquinhos đưa sang phòng riêng với các bài tập nhằm tăng cường khả năng phản xạ. Văn Lâm cho thấy khả năng phản xạ cực kỳ ấn tượng ở bài tập quan sát bấm nút đèn báo hiệu kết hợp bắt bóng hoặc quay lưng bấm nút đèn rồi quay lại bắt bóng. Những bài tập phản xạ kiểu như vậy được huấn luyện viên Marquinhos thường xuyên yêu cầu Văn Lâm cùng các thủ môn câu lạc bộ Miền Thông United thực hiện. Lần nào thủ thành tuyển Việt Nam cũng thực hiện tốt. Nhờ tập luyện chăm chỉ, Văn Lâm chiếm lại suất bắt chính ở câu lạc bộ Miền Thông United và thể hiện phong độ ấn tượng, trong đó có pha cứu thua 10-10 nhờ phản xạ cực hay ở vòng 5 Thái League trước câu lạc bộ Sukhothai. Huấn luyện viên thủ môn Marquinhos hết lời khen ngợi Văn Lâm và cho rằng anh là một trong những học trò giỏi nhất mà ông từng huấn luyện. Những ngày qua rộ tin, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến chiêu mộ Văn Lâm cho mùa giải mới, nhưng thủ thành này vẫn chưa lên tiếng. Hợp đồng của Văn Lâm với câu lạc bộ Miền Thông United có thời gian đến tháng 11 năm 2021. Muốn lấy Văn Lâm, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải thương thảo với câu lạc bộ chủ quản của thủ môn này nhằm giải phóng hợp đồng. Ngay sau khi lãnh đạo tỉnh xuống nước và cấp một khoản tiền cho Khánh Hòa, các cầu thủ lập tức thắng 1-0 trước Phố Hiến, qua đó duy trì hy vọng trở lại V-League vào năm sau. Chứng kiến Khánh Hòa có 3 điểm quan trọng ở lượt đầu giai đoạn tranh vé thăng hạng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thở phào nhẹ nhõm, thậm chí phó chủ tịch tỉnh còn thưởng nóng cho đội 70 triệu đồng. Huấn luyện viên Võ Đình Tân của Khánh Hòa nói, lúc này đây, những sự quan tâm như thế là vô cùng cần thiết để giúp tinh thần anh em lấy lại cân bằng trước các sóng gió dồn dập vài tháng qua. Ban huấn luyện và toàn đội hứa sẽ luôn ra sân với tinh thần cao nhất để không chỉ có vị trí xứng đáng trong giải, phản ánh đúng khả năng của đội, mà còn gây dựng, củng cố lại sức mạnh vốn có để có những bước đi mạnh mẽ hơn trong tương lai. Một điều đáng chú ý, nhiều cầu thủ trong đội khẳng định nếu lương thưởng được chi trả đúng hạn, câu lạc bộ Khánh Hòa đủ sức đoạt vé duy nhất trở lại với V-League 2021. Trước đó, Khánh Hòa trải qua biến cố với 2 lần các cầu thủ đình công bỏ tập luyện. Thậm chí nhiều cầu thủ còn dọa không ra sân thi đấu với Phố Hiến. Trước việc các cầu thủ Khánh Hòa làm căng như vậy, lãnh đạo tỉnh phải rót dù một cách nhỏ giọt để gỡ vấn đề tạm thời đối với đội bóng. Sau khi được bơm doping tiền, cầu thủ Khánh Hòa lập tức thi đấu hay. Như ở trận gặp Phố Hiến, họ đá máu lửa, nhịp nhàng, gắn kết. Trong điều kiện lực lượng suy giảm khi không còn Lâm Ti Phong, Phạm Trùng Tỉnh hay Trần Đình Khương, nhưng nhiều cá nhân đã chơi hết sức nổi bật, như thủ môn Trần Thế Kiệt bay nhảy trong cầu môn xuất sắc, cứu nhiều bàn thua. Hậu vệ đội trưởng Nguyễn Tấn Điền khóa chặt được mũi tấn công cánh Lâm Thuận của Phố Hiến. Tiền vệ Nguyễn Tấn Tài lên xuống nhịp nhàng, thu hồi và điều tiết bóng tốt. Trong buổi tập gần nhất của câu lạc bộ Hà Nội để chuẩn bị cho màn đại chiến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận mở màn giai đoạn 2 V-League 2020. Chưa bình phục chấn thương nên Đoàn Văn Hậu phải tập riêng. Trước đó, Văn Hậu dính chấn thương trong một buổi tập cách đây một tháng. Hậu vệ 21 tuổi người Thái Bình bị phù dây chằng chéo trước, chéo sau và gân cơ khoeo. Dập sừng sau sụn trên trong, sừng trước sụn trên ngoài độ 1 ở đầu gối phải. Theo quan sát, trên cánh tay phải của Văn Hậu xuất hiện một hình xăm mới, đó là 3 vòng tròn màu đen. Trên 3 vòng tròn này là năm sinh của bố Đoàn Quốc Thắng, năm sinh 1968, mẹ Vũ Thị Nụ 1971 và anh trai Đoàn Trọng Vũ 1994. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà của quê lúa Thái Bình, Đoàn Văn Hậu trải qua tuổi thơ gian khó. Ông Đoàn Quốc Thắng từng chia sẻ, gia đình từng có ý định gọi Văn Hậu về làm lơ xe vì sợ con trai không theo được nghiệp quần đùi áo số. Bằng nghị lực phi thường và tài năng bẩm sinh, Văn Hậu đã vụt sáng trở thành trụ cột ở Hà Nội FC và tuyển Việt Nam dù mới ở tuổi 21. Bóng đá đã cho Văn Hậu tất cả,
Và giờ là lúc chàng trai có hiếu này báo đáp công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ. Kể từ sau khi trở về từ châu Âu hồi đầu tháng 8, Văn Hậu vẫn chưa thi đấu trận chính thức nào cho Hà Nội FC. Hy vọng chấn thương sớm bình phục để Văn Hậu có thể trở lại sân cỏ, chuẩn bị cho năm 2021 đầy bận rộn của tuyển Việt Nam. Trước khi giai đoạn 2 V-League 2020 chuẩn bị khởi tranh vào cuối tuần này, hậu vệ Hồ Tấn Tài của BKMX Bình Dương đã chủ động xin nghỉ thi đấu trận gặp Than Quảng Ninh tới đây để chuẩn bị cho việc đại sự của cuộc đời mình. Theo đó, tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ không cùng các đồng đội di chuyển ra sân Cẩm Phả cho cuộc so tài vào chiều ngày 10 tháng 10 mà bay về Bình Định để tổ chức buổi tiệc dạng ngõ gia đình nhà bạn gái lâu năm. Bên cạnh đó, tranh thủ khoảng thời gian này, hậu vệ sinh năm 1997 sẽ đến sân Quy Nhơn để theo dõi và ủng hộ đội bóng quê nhà thi đấu với An Giang. Bạn gái của Tấn Tài tên là Hiếu, cùng quê với cầu thủ 23 tuổi. Cô đang quản lý một cơ sở làm đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Tài không muốn tạo sự chú ý và muốn tổ chức tiệc kín đáo giữa hai gia đình. Tấn Tài và người yêu không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm. Thỉnh thoảng, cầu thủ của Bình Dương mới đăng ảnh hai người nhưng không muốn bạn gái lộ mặt. Gần đây, Tấn Tài dẫn người yêu đi ăn tối cùng Công Phượng và vợ chưa cưới ở quán bánh tráng thịt heo của tiền vệ Trần Hữu Đông Triều. Việc không có sự phục vụ của hậu vệ săn bàn là tổn thất của đội bóng đất thủ. Tấn Tài đã ghi 3 bàn thắng ở V-League, trong đó có 2 pha lập công giúp đội bóng thoát thua. Có thời điểm, Tài là cầu thủ ghi bàn cao nhất ở câu lạc bộ Bình Dương mùa này. Câu lạc bộ Bình Dương đang có 20 điểm cùng với 3 đội bóng khác là Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu giữa Quảng Ninh và Bình Dương diễn ra lúc 18 giờ ngày 10 tháng 10. Đội chủ nhà đang đứng thứ 3 với 21 điểm. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hậu trường ngày 10 tháng 10. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.